ngày 24 tháng 5, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang tổ chức lễ tổng kết và phát thưởng năm học 2023-2024 đến dự có thượng tá Châu Quang Thái, phó chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Năm học 2023-2024, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang có 501 học sinh, trong năm học, nhà trường đổi mới trong lãnh đạo chỉ đạo, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị và rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo cho giáo viên, giáo dục đạo đức cho học sinh. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và công tác quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn cho con em các dân tộc thiểu số trong tỉnh. Qua đó, chất lượng giáo dục học sinh của nhà trường được nâng lên rõ rệt, nền nếp dạy học luôn được duy trì và ổn định trong suốt năm học. Cùng với công tác nâng cao chất lượng và nhà học, nhà trường còn chú trọng công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh nội trú. Các chế độ chính sách cho học sinh được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Với sự cố gắng của thầy và trò, kết quả năm học 2023-2024, tỷ lệ học sinh giỏi đạt 48,79%, so với năm học 2022-2023, tăng 9,3%. Học sinh có hành kiểm khá tốt, đạt tỷ lệ 98,78%. Đặc biệt, trường có 25 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024. Nhân dịp này, Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc tặng giấy khen cho một cá nhân của trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông An Giang đã tặng giấy khen biểu dương các em học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi, các cuộc thi hội thi cấp tỉnh, khen thưởng học sinh danh dự xuất sắc toàn trường, học sinh xuất sắc khối, học sinh giỏi, học sinh tích cực trong hoạt động thư viện và các tập thể cá nhân đạt thành tích trong các phong trào hoạt động của trường. Ngày 24 tháng 5, trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi tổng kết năm học 2023-2024 nhằm đánh giá lại những kết quả học tập trong năm học vừa qua. Đến dự có ông Nguyễn Quốc Nghi, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Châu Phú B. Năm học 2023-2024, tập thể cán bộ chuyên chức, thầy và trò trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Toàn trường có 1.535 học sinh, có 1.211 em đạt học sinh giỏi, 287 học sinh khá. Ba giám hiệu nhà trường thường xuyên quan tâm các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp cho các em, làm tốt công tác xã hội quá giáo dục, luôn khắc phục những khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua do ngành phát động và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học. Tại buổi lễ, ban giám hiệu nhà trường đã khen thưởng cho học sinh dinh dự toàn trường, học sinh xuất sắc khối, đồng thời khen thưởng cho 22 em học sinh giỏi cấp tỉnh, 5 em đạt quy chương hội khỏe phụ động cấp tỉnh năm em tham gia kỳ thi Olympic tiếng Anh toàn cầu KGL Contest 2024, một em tham gia sân chơi tiếng Anh thiếu niên Việt Nam công dân toàn cầu năm 2024, 4 em học sinh giỏi gian quá tiếng Anh, hùng biện tiếng Anh, 59 em học sinh giỏi cấp thành phố ở các môn học và các em học sinh giỏi của trường. Có thể nói kết quả năm học 2023-2024 là bước đệm vững chắc để tập thể giáo viên, học sinh của trường không ngừng phấn đấu phát triển toàn diện về mọi mặt trong những năm học tiếp theo. Những thành quả mà thầy trò trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi đạt được hôm nay đó là sự kết tinh của phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của người thầy, là sự cố gắng không ngừng nỗ lực học tập của học sinh, là thành quả của sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo của các cấp quản lý trong năm học 2023-2024. Ngày 24 tháng 5, trường tiểu học Bán Trú Hùng Dương tổ chức lễ tổng kết năm học 2023-2024 đến dự của ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Châu qua dưới Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của cô trò trường tiểu học Bán Trú Hùng Dương, trong năm học vừa qua, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường đã có bước phát triển vượt bậc. Các em học sinh đã được tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát huy năng lực của bản thân, cô trò nhà trường đã đạt được những thành công đáng ghi nhận trong công tác giảng dạy học tập và hoạt động ngoại khóa. Trường tiểu học bán Trú Hùng Dương là một trong những ngôi trường ươm mầm tương lai cho các em học sinh, giúp các em đạt được thành công ngay từ bước đầu của những năm học tiểu học. Cùng với đó, nhà trường đã thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng học sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Nhà trường đã thực hiện có hiệu quả, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. Ngoài ra các em học sinh rất tích cực tham gia các cuộc thi do các cấp tổ chức và đạt được rất nhiều giải cao. Kết quả cuối năm học có 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, học sinh hoàn thành xuất sắc đạt gần 90%, học sinh có thành tích tiến bộ vượt bậc đạt 10%, có 7 em học sinh đạt giải tinh học trẻ, trong đó một em đạt giải cấp tỉnh, 17 em đạt giải hội thi hùng biện tiếng Anh và các giải khác. Tại buổi lễ tổng kết nhà trường đã biểu dương khen thưởng em Nguyễn Hồng Diệt Tiến, học sinh lớp 4B đạt danh hiệu học sinh danh dự toàn trường, em Đào Ngọc Minh Tâm, học sinh lớp 5B đạt danh hiệu học sinh xuất sắc toàn trường, đồng thời khen thưởng các em học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp trường, cấp thành phố, cấp tỉnh và các em có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và rèn luyện. Cũng tại buổi lễ nhà trường tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 5. Ngày 24 tháng 5, trường mẫu giáo Hoa Hồng Long trọng tổ chức lễ tổng kết và phát thưởng năm học 2023-2024. Năm học 2023-2024, tổng số học sinh toàn trường 508 học sinh, tỷ lệ quy động đạt 109,24%. Qua quy động học sinh 5 tuổi ra lớp là 286 học sinh, đạt tỷ lệ 100% trong năm trường đã tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non đúng độ tuổi góp phần thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn thành phố công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ được thực hiện nghiêm túc bảo đảm đúng quy định công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt xây dựng môi trường sư phạm xanh sạch đẹp thân thiện xây dựng gốc sáng tạo cho trẻ và tạo cảnh quan môi trường học tập tốt tại khuôn viên trường và khu vui chơi ngoài trời Tại buổi lễ, nhà trường đã trao giấy khen cho 184 bé, đạt thành tích giáo ngoan Bắc Hồ năm học 2023-2024. Ngày 24 tháng 5, trường tiểu học A Dĩnh Quân long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2023-2024. Năm học 2023-2024, trường tiểu học A Dĩnh Quân có 14 lớp với 365 em học sinh, Học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,56%, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, 100% học sinh đạt về phẩm chất. Để ghi nhận kết quả giảng dạy và học tập của thầy cô và các em học sinh, Ban giám hiệu trường đã biểu dương và khen thưởng 23 giáo viên đạt giải sáng kiến kinh nghiệm cấp trường, 21 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 3 giáo viên làm đồ dùng dạy học cấp trường, 11 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và 365 em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập rèn luyện và trong các hoạt động phong trào của nhà trường năm học 2023-2024.